quá ai đâu rồi. Ra đến đụng hết cả quả ai. Ôi. Tầm lần tạ. Nếu không năm sau rút kinh nghiệm mua 29, sáng 29 đi mua. Đi mưa nó vừa rẻ ra mua cái quất chiều đi mua rồi chưa? Chiều đi mua thì chưa, nó mưa to quá rồi. Chưa mưa to quá tầm 4 5 giờ nó tạch đi ra nó dẹp hết rồi. Nó dẹp cho vật dụng nó dẹp hết rồi dạo. Ngày tối 30 ra 10 giờ ra. Giờ về đón Tết thì chị đã hơi ai rồi. Mua cái quất cho nó đi. Không bao giờ còn 10 giờ. Cây đào nhé, mửi ông kia chết mẹ rồi mà ông. Bây giờ người ta không thiếu tiền đâu. Giờ tầm 1 năm giờ người ta dẹp hết quán rồi. Thế nào thế nào nhỉ? Giờ ra ngày xưa lấy giờ 9 giờ còn. Thế bảo chết mẹ rồi, không biết là nhà nào. Gửi nhà nào ơi. Thôi. Nhưng nên nên nó không hỗ trợ cho kiểu như là mình mua cái khác không? Thế thì không có trách nhiệm gì nhỉ? Trồng xong cho xong à? Trồng một trăm được mấy năm rồi thì lấy tiền công ấy thôi, trồng trăm thôi. Chết là sâu, chết thì thôi là lúc nào nó cũng thọ được. Rồi mình làm như thấp rồi nó bé. Chơi là tầm 3-4 năm rồi, 3-4 năm rồi. Mua cây rồi 150, 120 để bà cứ để hoang rã mà không đánh lên thì được, có thể là chục năm, 15 năm. Đợt mua mua cây đào đây cũng tiếp 3,5 triệu. Ông chơi được tầm 3 năm. Mua